Top những sự kiêu siêu khó chỉ có mình Nguyên Phúc mới có thể làm được. Top 3 bóp tay 92kg với cân nặng khiêm tốn chỉ hơn 80kg, nhưng Nguyên Phúc lại sở hữu một lần bóp tay kinh khủng khiếp hơn hẳn tài K3 và Voi Đắk Lắk lên tới 92kg và xếp thứ 2 tại Việt Nam chỉ sau Hiếu Khổng Lồ. Top 2 bẻ thanh lò xo 110kg tỳ cổ. Nhiều bạn sẽ nghĩ bẻ tỳ cổ thì dễ ợp, ai mà chả làm được, nhưng bạn nên nhớ đây là 110kg và nó siêu khó, bằng chứng là hiện tại chỉ có mình Nguyên Phúc mới có thể làm được nó. Top 1 tôi đảm bảo 100% là ngoài Nguyên Phúc ra không một ai có thể làm được, đó chính là giữ thanh lò xo 110kg bằng một tay duy nhất.